chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12. Mai xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn một chút nắng cuối thu. Đó, vừa nói đến gửi tới cô chú anh chị các bạn một chút nắng cuối thu là bắt đầu dâm luôn. Đi từ nhà tới đây thì thấy nắng rất là đẹp nhá, nên là Mai mới quay Mai chia sẻ lại. Ở Pháp ấy, vào cuối thu như này hoặc là tháng 12 đó mà có nắng đẹp thế này rất là hiếm. Nên hôm nay bắt đầu một ngày mới của tháng mới, nắng rất là đẹp, trong đó thời tiết thì lạnh nhé, đang 8 độ C ở ngoài. Nhưng mà Mai thấy rất là vui. Hello, ra khỏi xe cái là mũi Mai đỏ luôn. Đó, Mai vừa tới chỗ làm nhé, xe đậu ngổn ngang đây. Đó, chưa thấy ai cả, lâu lâu không đến chỗ làm là họ quên mặt Mai. Mai thấy hot boy lại hot boy. Gà bà là con của sếp nhá, đang mới về từ Los Angeles. Hello hot boy. Hello hot boy. Say family. Okay baby, I'm go away. Comment allez-vous? Pas très bien. Ah, pas très bien, super. Non. Ça va chef Mai? Hello hot boy. Ça va? Ça va, bisous. Oh, tu viens quand? Đây là chef nha. Đó là chef patisserie nha. Đó, làm bánh đấy, mới về từ Los Angeles, cũng làm ở bên đó đó. Mai xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay Mai lại quay lại công việc bếp núc của Mai. Lâu lắm rồi Mai không có quay lại dinh thự ở Bôn để làm việc. Tháng này đó thì Mai sẽ quay lại đó 2 lần. Ngày mai và ngày 16 tháng 12. Đó. Thì hôm nay Mai phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để ngày mai tới đó phục vụ. So với lại mọi năm nhá, thì năm nay công việc của Mai ít hơn nhiều. Không phải là ít hơn nhiều trong vòng cả năm. Mà nếu mà so với mọi năm thì năm nay công việc của Mai ít hơn. So với mọi năm ấy, thì giờ này Mai kín lịch ấy. Nào là việc cuối năm, sinh nhật. Đó. Mà năm nay thì Mai thấy ít hơn nhiều. Tháng này thì mới có 2 lịch đặt thôi. Với lại nem của Mai thì hãy còn là xếp lớp. Mai vẫn chưa có thời gian làm, vì mỗi lần làm nem ấy thì rất là cực. Mất 1-2 ngày chuẩn bị gói làm. Nên là Mai sẵn trước khi Noel thì bao giờ Mai cũng làm để trả nợ cho khách và làm quà Noel. Đây Mai lại làm món kép vun kép de pamangchia, bánh khoai tây. Gà bà, est-ce que vous voulez manger de kép ou pas? Je fais encore plus, un petit peu plus pour vous. Comme tu veux, Mai. Comme je veux. Comme tu veux, chef. Parisienne, ça. Ça va. Comme ça. Oh, pardon, gars. Bà bị đập đầu cái. Cao quá là bị đập đầu rồi. Rồi bây giờ thì xong, Mai sẽ chuẩn bị luộc. Luộc khoai tây thì bao giờ Mai cũng cho muối vào nhá, muối hạt to. Trong khi thời gian chờ đợi là xương đang nướng ở trong lò. Xương đang nướng trong lò và khoai tây đang luộc á, thì Mai sẽ cắt nấm mogi.
mọi người gọi nó là cái gì, kiều nhỉ, bao tử kiều hay là cái gì đấy, hay là chân kiều gì đó. Đó, nấm mogi nhá. Loại nấm này rất là đắt. Cô chồng Mai rất thích ăn nấm này. Hôm qua vợ sếp bảo chứ cô chồng Mai tới mua nấm ở đây. Bây giờ thì Mai lại cắt ngược lại, Mai cho nó vào trong cái khay nước này mình ngâm ấy, để cho nó tiết cái vị ra nữa và cũng để sạch nữa. Tại vì cái nấm này nó có cái lỗ ở bên trong, cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, nếu mà mình không có cắt ra đó thì cái sạn ở bên trong mình không lấy ra được. Đó, và mình cắt mình mở ra như này. Đó, cắt nấm mở như này. Và nấm mogi thì Mai thấy sếp nào cũng làm như vậy nhá, không có riêng gì Mai cả. Đó, nếu mà cái nào nó to quá đó thì sẽ cắt làm đôi, còn nó bé như này đó thì mình sẽ để nguyên. Vì mình để nguyên ấy, khi mà mình ra đĩa đó thì mình sẽ đếm mỗi người 5 cái, 6 cái gì đó. Còn nếu mình cắt nhỏ quá thì nó sẽ bị khi mà ra đĩa họ sẽ không nhìn được miếng đó. Mà cái này nó rất là đắt đỏ nên là muốn là khoe đó thì mình phải để nguyên cái cho nó to. Tâm lý khách họ cũng rất là thích, vì họ ăn miếng nấm họ thấy nấm đó. Ok, nấm Mai đã cắt xong, bây giờ Mai để tiếp Mai ngâm nhá. À, lại công đoạn sát gà. Mai cả đời chẳng được ai massage cho mình cả. Nhưng mà những chú gà mà qua tay Mai đó là bao giờ cũng được massage từ đầu tới chân. Đó. Đây là một sự chênh lệch rõ rệt đấy. Bao giờ nhá, Mai cũng sát gà như này đấy, kể cả gà của Mai có nấu kem trong nữa thì gà cũng da nó rất là giòn cứng ngon. Và tất nhiên là con gà là gà mua ở trang trại đấy, gà Femme thì bao giờ nó cũng ngon dai, chứ không như là gà mua siêu thị. À, có nhiều loại gà cũng nói là Femme mà Mai thấy nó không có chất lượng bằng đó. Đấy, những con gà này thì thật sự là rất là chất lượng, ngon lắm. Ok, gà bây giờ Mai đã sát muối xong ạ. Mai đợi khoảng có 15 phút nữa là Mai sẽ rửa sạch, Mai nướng. Còn con gà mà còn cái bạn gà quay này thì Mai sẽ nướng riêng đó. Xương trong lò của Mai sắp xong rồi nha. Rượu trắng. Mai để lại một tí để chút nữa Mai làm món súp nấm và món nấm mogi. Gà Mai làm cho khách. Ok, Mai nêm nào. Tuyệt vời, thơm ngon vừa vặn. Bây giờ Mai phim lại rồi Mai cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Chút nữa đó Mai ủ bột một chút. Chút nữa thì Mai sẽ chiên. Mogi nhé, là hành chỉ cho vừa chín vừa vàng tới đây thôi nhé. Đừng có vàng quá nó sẽ cháy đó. Sau đó là mình cho nấm vào. Hành chỉ có vừa vàng tới là mình cho nấm mogi vào thôi, chứ mình không để nó vàng cháy ra. Người Việt mình thì cứ hay phi hành tỏi vàng cháy, như họ chỉ có chín vàng tới thôi nhé. Sau đó đó là mình cho một chút rượu trắng vào và mình đun thật nhỏ lửa cho đến khi cạn thì thôi. Đặc biệt cái nấm mogi này nhá. À, sắp Noel rồi đấy, rất nhiều người làm cái nấm mogi này để ăn kèm với thịt gà. Rất nhiều món mà cần đến mogi. À, hầu như là người Pháp á, là vào cái dịp lễ Noel này đấy, à, họ hay sử dụng nấm mogi vào trong bữa ăn. Thì đây là Mai chia sẻ cách làm cái nấm mogi cho cô chú anh chị các bạn.
Bây giờ thì cho nhỏ lửa đun từ từ đến khi nào cạn thì thôi, mà cứ vừa đun vừa chở nhá. Chút nữa đun thêm chút nữa thì mình lại trở lại. Cứ như vậy đó. Đây, cô chú anh chị các bạn thấy không? Rượu trắng ấy nó tiết ra đó. Thì mình cứ đun từ từ nhỏ lửa đến khi cạn thì thôi. Đặc biệt cái nấm này rất là ngon, đắt, nhưng mà mình ăn chín nhá, ăn sống là không tốt. Có thể là mình ngộ độc á, nên là phải nấu thật chín. Và đây là chỉ có nấm thôi, mai nữa mai còn cho kem vào nữa để cho nó săn chắc và đậm đặc. Đây đây, ăn vụng đây. Bên ăn vụng ấy. Tu veux que je parle en anglais? Oui. Ah bon? Oui. Hello everybody. Yes. I'm with Mai and I try the sauce if it's good or not. Yes. If not good. Just to be sure. Okay. If not good. If not good. Yeah. I put it in the trash. Mmm. Merci. Good job. Be careful. Đây là công đoạn cuối cùng nha. Bao giờ Mai làm tất cả các món khác xong rồi đó là Mai sẽ làm tới kép là món cuối cùng. Đó. Xong kép ấy là Mai xong kép ấy là Mai lọc sốt kem và ra về. Đó, cô chú chị bạn thấy không? Làm cái món này là phải kiên trì, nóng vội là không có được. Làm lửa to quá đấy là cái bánh nó sẽ bị chảy mỏng ra, nó giống như quả trứng ấy, mà mình đặt vào cái lửa nó nóng quá đó thì quả trứng nó sẽ giãn mỏng ra. Nó phải cho lửa vừa này. Khi mà cho lửa to quá đó thì cái thép nó sẽ bị cháy cạnh nữa. Nên là cái lửa nó rất là quan trọng, nó quyết định cái thép đẹp hay xấu, màu thép và cái độ dày mỏng của thép. Thép có nghĩa là cái bánh khoai tây nhé. Tại vì tiếng Pháp nó gọi là thép ấy, thì Mai gọi là thép. Dầu cũng phải cho từ từ. Thường thường thì bên đây họ hay chiên bằng bơ đó. Cả Mai thì ít khi sử dụng bơ. Hầu như trong nấu ăn của Mai, Mai rất ít sử dụng bơ nhé. Mai thấy mỡ gà rất là ngon đó. Mai tiết kiệm, Mai dùng luôn mỡ gà. Nhiều người họ dùng gà rất là nhiều mỡ này, gà the breast rất là nhiều mỡ, sau đó họ còn nấu thêm bơ. Và đây Mai đây là gặm cái mỡ đấy ra để Mai nấu tiếp, có nghĩa là trinh mỡ nó rắn nó, làm cho cái đồ ăn của Mai đó nó không có béo bằng người khác, mà nó rất là, nói chung là nó vẫn còn béo vì nó kem ấy, có thứ, nhưng mà nó sẽ tốt sức khỏe hơn. Chứ người Pháp là họ ăn bơ nhiều lắm đó. Để gần cho cô chú anh chị các bạn xem. Đó. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Bên ngoài nhá thì nó giòn. Nó giòn như này đó. Mà rất là nóng mà nó rất là mềm đó. Mai bẻ ra này, đó, nó mềm lắm. Bên trong này đó, nó mây lơ. Mềm, giòn vỏ nhưng bên trong nó rất là mềm. Bột khoai tây với kem, trứng. Mai cho có mỗi 2 thìa nhỏ bột mì thôi, nó rất là ngon. Vỏ cái bánh ấy thì giòn, bên trong thì rất là béo ngậy mềm ngon. Mais bien que ça.
chị Thảo là vừa xong phát đi chú ý. Là quá lỡ kéo chú. À oui, je sais. J'ai dit le cœur, pas les fesses. Oui. Vợ sếp ra ngoài lạnh quá đó. Thế vợ sếp của tay tay lạnh quá. Thì vợ sếp nói nhưng mà tay thì lạnh nhưng mà trái tim thì ấm. Mày mày biết. Hai chị em hiểu nhau mà hay đùa lắm. Hợp nhau. Kép Mai đã làm xong nha, đẹp không? Đó. Hôm nay là live stream không có tập trung nên là cũng có bị cái to cái bé, nhưng bao giờ Mai cũng làm thoải mái thừa để mình không có bị ảnh hưởng đó, mình có thể sắp xếp. Còn đây là chỗ thừa Mai để cho gia đình nhà sếp ăn. Khi nào mà sếp không muốn thì Mai mới cầm về, nhưng mà hôm nay thì người yêu của Gà Bà và người yêu của Luy ăn ở đây nên là Mai làm một con gà quay. Đó. Và một ít kép để tối gia đình nhà sếp ăn. Bao giờ làm công đoạn cuối cùng vợ sếp mà? Vợ sếp lé. Đã xong. Non, mon dieu, pensez, vous êtes plus de couteau comme moi. Souvent, j'ai froid, mais vous êtes pas froid, mais là, les confrères. Je suis dans la cuisine. Oui, bah oui, oui. Đó, tất cả của Mai đã xong. Kem của Mai. Gà đã xong. Họ sa xì phu phu sơ sơ. Gà quay. Mogi. Ờ, vợ sếp đang ăn bụng ạ. Đang bốc gà ăn. Ok, một ngày làm việc của Mai đã xong. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.